Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 411. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kim ở bình luận của video này nhé. Tiếp tục câu chuyện. Nhớ năm đó, mình thúc chiến đấu bảo vệ quê hương chiến đấu đến chết chống lại thiên thần tộc, tây lâm tộc, từng chịu đựng cực khổ và tra tấn tàn khốc. Tuy nhiên cuối cùng ông cũng thoát ra được và đợi cho đến khi đám người yêu yêu cùng sở phong độ dậy. Tuy bây giờ nhìn thì có vẻ như đây là những tranh chấp giữa những người tiên hóa cấp thấp. Thế nhưng những ân oán tình thủ với nhân tính dính dáng đến bên trong đó khiến cho người ta oán giận, khiến cho người ta cũng phải lo lắng không thôi. Mình thốt, Ngài đi theo cháu đi Hiện tại yêu yêu ở dương gian Đều sắp thành tiên rồi Còn có thanh sư Diệp Trần cũng ở đây Hiện tại thành thiên sư trường vực Ngài cùng con đi dương gian đi Sở phong kéo hắn lại Ông một mực bảo vệ yêu yêu Bảo vệ hậu bối này Cách gì? Yêu yêu còn sống ư? Minh Thúc nhất thời kích động Run rẩy giữa hai tay ra Nằm lấy hai vai sở phong nghẹn ngào Mắt ông gần chứa nước mắt Ông trời thật là tốt Ban đầu ta không chăm sóc tốt cho yêu yêu Nàng lại vẫn sống sót Cuối cùng ông trời cũng có mắt Mình thúc khóc Tóc trắng xóa Hai mắt vẫn đục Ông không nhịn được nữa Và thời điểm đó Hầu hết mọi người thuộc thế hệ của ông Đều chết trận Ngay cả lứa hậu bối cũng không thể thoát khỏi được Yêu yêu cũng chỉ còn lại Là một tàn hồn Thân thể rớt trong đại uyên vô cùng bi thảm sau đó yêu yêu xuất hiện lại ở thế gian. Mình thúc thoát vây, ngay lập tức tìm được nàng. Chỉ đã bi kịch là một lần nữa đang diễn ra. Cuối cùng yêu yêu quyết chiến với thái võ thiền tồn lại rời xuống đại uyên. Mình thúc thế mà lại khóc lóc đau khổ không dừng được. Rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại. Nàng còn sống, hơn nữa tình trạng tốt vô cùng. Nàng còn nắm giữ một số hệ thống văn mình tiến hóa năm đó nàng từ đại uyên tiến vào đại âm gian sợ phong nhanh chóng nói rõ tình huống trấn an ông tốt 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 đi nào dẫn ta đi gặp yêu yêu cũng dẫn ta đi gặp thánh sư minh thúc môi run cầm cập nước mắt giàn ruộng chuyện ở tiểu âm gian kết thúc sợ phong cùng chư vương bắt đầu lên đường về lúc trở lại có thêm hai người là thạch hồ và minh thúc ta nói chứ các vị tiền bối người có thân phận cao như các ngài vậy mà xin đủ loại đặc sản địa phương ngay cả tu sĩ cấp thấp cũng bị các người vừa vét tài sản à trong tình không sở phong nhìn chư vương bởi vì đã hiểu rõ tình hình nên những người này đều chứa không ít bình bình lọ đỏ cái gì mà thực đơn của tiệc thiên đế cái gì mà đá xanh thiên đế ngồi trên đàm đó thậm chí có người còn muốn chặt đỉnh thái sơn mà mang đi tuy nhiên cuối cùng cũng không ai dám ra tay vì sợ dính phải nhân quả đớn gì đó. Sở phong lại nói, quả đáng nhất là các ngươi đi khắp nơi tìm kiếm hung thú để phát sữa, khen cho hổ bay gió nhảy. Nhưng người không biết còn cho rằng mùa xuân đã đến, vạn vật thức tỉnh đó. Hồn đảo già lại nói, đây không phải là để con cháu trong tộc chúng ta, được đếm thứ sữa hung thú mà vị kia đã từng uống à. Dù sao người nói cũng có lý, khẩu vị của vị kia yêu thích, bởi vì địa cầu luân hồi nên mùi sữa do hậu duệ của những hung thú kia tiết ra sẽ không thay đổi gì. Hắn vẫn là nguồn sữa nguyên thủy nhất. Vì vậy mà các ngươi đi khắp thế giới vắt sữa dã thú sao? Thật rất tài nguyên địa cầu cằn cỗi, nhưng các người tùy tiện ra tay như vậy. Nếu vị kia cảm ứng được sẽ không vui đâu. Các người nên để lại cho địa cầu một chút cơ duyên cũng coi như trao đổi đồng giá chứ. Sở phòng nói một câu kỳ lạ như vậy. Nếu như là đời trẻ, trung điên, thì sẽ cười nhạt không chút để ý nào cũng sẽ không coi là thật tuy nhiên sắc mặt của những người lớn tuổi lại thay đổi ở cấp độ của bọn họ thì càng hiểu được tôn trọng càng sợ phải gánh vác nhận quả hơn trong phút chốc trong tay một số lão quái vật phát sáng thật sự đánh ra từng trường thần hà bay về phía hành tinh màu xanh nước biển phía sau dương gian hạ châu cung điện thiền đế lơ lửng giữa không trung hoành tráng và trang nghiêm Thân hà đâu chuyển Mấy tiếng ngàn ngập Chư vương trở về Tất cả đều trở lại bình thường Sau khi sở phong trở về Hắn trực tiếp hỏi xin tân đế cổ thanh Cung cấp tài nguyên tiến hóa Không chỉ cho bản thân Mà còn cho hoàng lưu và đám người đông đại hộ Hiện tại hắn được gọi là sở vương Đây lập rất nhiều công lao Chủ yếu là trong quyết đấu với thế hệ trẻ trời xanh Dành được không ít thể diện cho hạ giới Hơn nữa hắn thật sự đã biểu hiện ra tiềm lực kinh người đáng sợ. Về công hay 4 cổ thanh đều sẽ không áp chế hắn, cho hắn nhận tài nguyên tiến hóa hắn cần. Quả nhiên cổ thanh vùng tay lên, không chút do dự, cho hắn tự đến bảo khố lĩnh thưởng. Chờ một chút, tiểu tử, có phải ngươi chuẩn bị tiến hóa, muốn đi gì vực không? Cầu đám nhất gọi hắn lại. Đúng, sợ phong gật đầu. Trong hoàn cảnh như vậy, hắn còn có lựa chọn nào khác à? Đương nhiên hắn cần phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Đừng vội. Ta cảm thấy trước tiên nên tìm cho người mấy đạo lữ. Cho các người thành hôn. Tốt nhất là thành hôn với các đại gia tộc hùng mạnh. Cựu đạo nhất lên tiếng. Sở phòng giật mình kinh hãi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão già này lại có ý đồ gì đây? Người có biết không? Một khi người đạt đến cảnh giới thiên tôn thì sẽ rất khó có còn đối dõi cần các loại thần dược hỗ trợ mới có được. người bây giờ đều đã là cảnh giới hỗn nguyên, cũng là đại năng trong miệng người thường. nếu như đẩy lên một tầng mới nữa, muốn có còn đối dõi, vậy thì càng khó hơn. cầu đạo nhất cực kỳ nghiêm túc nhắc nhở hắn. chuyện này sở phong thực sự lấy làm kinh ngạc. ta sẽ hạ chỉ chọn đạo lữ cho ngươi, tự mình chủ trì đại hôn cho các ngươi. cổ thanh cũng mở miệng ông rất coi trọng sở phong nếu không thì với sinh linh ở cấp bậc như ông và cựu đạo nhất đừng nói đến tiếp kiến tu sĩ cảnh giới hỗn nguyên ngay cả chân tiên thậm chí tiên vương cũng không có thỉnh thoảng tiếp kiến đâu cái này thật sự cần thiết à sở phong nhìn cựu đạo nhất hỏi đương nhiên trước khi ngươi muốn tuyệt hậu từ nay trở đi dấn thân và tu hành chuyên tâm tu luyện không bao giờ nghĩ đến vấn đề dòng giống nữa cựu đạo nhất gật đầu nói ta có con trai rồi. Sở Phong nhỏ giọng nói. người cảm thấy đứa con trai kia của người đáng tin cậy không? lúc nào cũng có thể dung hợp hoặc làm một với người khác trở thành lão quái vật. đến thời điểm đó người gọi hắn là con trai hay hắn muốn người gọi hắn là lão tổ đây? Cổ Thành triều chọc nói. Sở Phong nghĩ đến dáng vẻ kia của xác thối cảm thấy ớn lạnh. vậy không phụ như lai không phụ khanh nếu từ chờ ta và ta tu hành nếu không cố phụ sở phong trịnh trọng gật đầu hiển nhiên lúc đối mặt với nhân sinh đại sự sở phong rất rối rắm hắn tự nhiên nghĩ đến tần lạc âm bởi vì đủ loại ngoài ý muốn giữa hai người có một đứa con nhưng mà bây giờ tiểu đạo sĩ đã có thể phi thiên độ địa giữa hai người lại cắt đứt liên hệ rồi thay đổi cách nghĩ hắn cũng có thể hiểu được dù sao sau khi thanh thi tiền tử thời tiền sử hồi phục Chủ ký ức chưa tự nhiều Đều là ngày xưa chuyện xưa Ai có thể buông bỏ quá khứ cho được Hiện tại trộn lẫn kinh nghiệm Của tần lạc âm Nhưng cũng chỉ chiếm một thành ký ức Nguyên bản của nàng Quá ít, không cách nào thay đổi linh hồn Và tư tưởng bản chất của nàng Bây giờ nàng đã thanh âm Sống chỉ vì bản thân Ở trong quan hệ này có chút phức tạp Không để ý rõ sẽ kéo theo loạn Sợ phong không thể Cũng không có tư cách đi trách đối phương Người nhăn mày cái gì có phải đang do dự không biết nên chọn đạo lữ thế nào không sao đám lão phù giúp chọn ngươi cựu đẳng nhất đảm nhiệm nhiều việc cổ thanh thậm chí còn trực tiếp chuyển ra thiên đình vừa lập muốn một chút việc vui hắn quyền chủ trì hôn tệ cho người trẻ tuổi các tộc có hồn ước làm nhạt đi bầu không khí loạn thế này ta cảm thấy âu dương đại long không tệ cựu đẳng nhất mở miệng sở phong A, B, C, X, Y, Z Lão già đáng chết này muốn làm gì? Trêu đùa người ta đúng không? Thật muốn đánh chết ông Nhắc Âu Dương các Mô làm gì? Người nghĩ cái gì thế? Cựu đám nhất trừng mắt liếc hắn một cái nói Ta nói là Âu Dương Phong Có là lịch không đó Lão già ta tính toán qua rồi Hắn có lẽ thật sự có quan hệ Với tầm hoàng cuối hồn hà Đạo tổ tự thôi diễn Đừng nhìn đáng tin cậy hắn cho rằng Âu Dương Phong có thể là một con tằm nhỏ chuyển sinh, cho nên lần này cũng dự định tìm cho hắn mối hồn sự mới. Thời khắc bấu chốt, hắn muốn xúi dục tằm hoàng. Sở Phong rất muốn nói, lão gia chết tiệt người tuyệt đối là cố ý, đề cập Âu Dương Cáp Mô để cố tình dọa người ta. Cửu đạo nhất nở nụ cười nói, ngọc trai đen của mãng ngưu tộc thế nào? Tuy rằng thân thể hơi mạnh mẽ một chút, nhưng lại có lợi đối với con cháu đời sau có thể sinh ra cường giả thể chất vượt xa bình thường. Hơn nữa trong tộc này, nàng cũng coi như là tương đối mỹ lệ và kinh diễm. Ý của người như thế nào? Sở phong mặt không biểu tình nói, ta cảm ơn ngài, tạ ơn tất cả mọi người nhà ngài. Hay là để cho chút chít của ngài đi. Điều kiện tiên quyết là ngài có. Đương nhiên nhất định phải nói rõ, không phải ta là kỳ thị, mà là ta không quen biết nàng, không có tình cảm, không thể đến với nhau. Cậu Hoàng lập tức chạy đến cùng thiền đế Nó không hề có cảm giác Tính sợ tần đế Bất luận nó như thế nào Cổ Thành cũng là con chó của nó Nó tùy tiện lên tiếng nói Vẫn cứ cảm thấy Nguyên tộc công chúa như thế nào Thế gian này Làm gì có kẻ thù nào không chết không thôi Phản sự dĩ hỏa phỉ quý Đạo hữu xin giữ miệng Đừng nói nữa Sở phòng nghiêm túc từ chối Cậu Hoàng nói Ta cảm thấy rất tốt khi thù hận không hóa giải được Nạp một công chúa của kẻ thù làm thiếp Cũng là lời ca tụng cho người thắng Sở phòng mắt trận trắng Chó này không phải chó ngoan Chắc chắn không phải hạng người lương thiện À quên Chắc chắn không phải hạng chó lương thiện Hắn biết Cầu hoàng vẫn muốn giết chết người của nguyên tộc Bởi vì muốn trút giận cho yêu yêu Và vũ thượng lão nhân Cầu đẳng thét lộ ra nụ cười nói Hay là ta đi thương lượng một chút Với sinh vật quỷ dị chọn ra một mỹ nhân chân dài trong đám tộc sinh linh màu xám cho ngươi. Dù là thời khắc đen tối nhất trong tương lai đến, những thế lực không tốt diệt tất cả chúng ta. Khi băng giá bao trùm đại địa, khi bóng đêm hoàn toàn bao phủ chư thiên vũ trụ, người cũng có cơ hội sống sót. Sở Phong nhìn đi nhìn lại, vẫn là không dám ra tay với lão già này. Sạc thối cũng tới nói, tiểu tử gửi cái này cũng không cần, Cách kia cũng không muốn, người muốn ai Chắc không phải khẩu vị nặng chứ Được, ta giúp người chọn Đến đại âm gian xem thử táng địa Phải chăng còn sót lại một số Nếu như vẫn còn Ta giúp người đào cổ thì trăm triệu năm trước Yên tâm yên tâm Nhất định đã sớm thông linh Tất nhiên là còn sống, có khí nóng hổi Sở phòng rét lạnh Không muốn nói chuyện nữa Những lão già này Rõ ràng đang bắt ép và trêu trọng hắn Hắn tức hết sức Thực sự chịu đựng không nổi rồi Nhìn xác thối mắng trả lại Ta tìm con trai ta nói rõ lý lẽ Để hắn và người tranh luận Sắc thối trực tiếp Vốt vốt cánh tay sắn tay áo Ngoại giới đã sớm bàn tán sôi nổi Sợ mà sắp kết hôn Đây không phải là việc nhỏ Dù nói thế nào Hắn cũng là quái thai vang danh thiên hạ Ít nhất hắn rất phiền toái Nơi có hắn tuyệt đối sẽ không được yên ổn đâu đồng thời tiềm lực của hắn cũng tình người rõ như ban ngày hắn đều muốn đổi kéo chỉ là khỉ ơi mùi muội gì thành của người thanh tú tuyệt luân cuộc sắc thiên hương so với con khỉ toàn thân đều đã lông như ngươi thì đáng yêu xinh đẹp biết bao nhiêu người không muốn làm anh vợ của sở phong sao lão cổ quay sang hỏi con khỉ di thiên này lão quỷ ta không đẹp chỗ nào ta là mỹ hầu vương tiếng thầm lửng lẫy đấy nhá di thiên giận dữ muốn tìm lão cổ quyết đấu một phen. Một bên khác, tiên vương của mãng ngưu tộc véo tai đại hắc ngưu nói: Tiểu ngưu tử, Người và sở phong là huynh đệ kết bái, đi nào, giới thiệu ngọc trai đen của tộc ta cho hắn, để bọn họ trở thành đạo lữ đi. Bò, lão tổ tông, ngài xem thường ta sao? Từng đại tán nhất định là đạo tổ một đời, để nhất mỹ nhân của tộc ta gả cho ta không tốt hơn sao? Đại hắc ngưu vỗ ngực nói đạo tổ hả tổ tông người ta cũng không dám nghĩ Bộ tộc chúng ta căn bản chưa từng sinh ra loại sinh vật này chủ tộc rất nhiều người trêu kẹo chu hy nó đang rốt cuộc sắp tu thành chính quả không uổng công được nhiều năm như vậy thức tự anh tái các tộc có lòng đề cực sắc mặt chu Hi đỏ bừng đồng thời đã nhỏ giọng nói thế nhưng ta nghe nói hai vị đạo tổ cùng các vị tiền vương cũng đang giúp hắn lựa chọn đạo lữ rồi nàng ngày thường hoạt bát linh động, nhí nha nhí nhảnh, nhưng lần này liên quan đến trung thần đại sự của mình, nàng cũng có chút bất an, không còn giảo hoạt nữa mà là ngượng ngùng và thấp thỏm. Yên tâm yên tâm, mẫu chút đã xem bản thân sở phong, nếu nhờ hắn vô tình vô nghĩa, chúng ta đi bắt hắn trấn áp trong ma quật dưới lòng đất mười vạn năm. Một số bà lão trong tộc đang nói cười, ngược lại là rất yên tâm. Bên trong thiên đế cung, Cựu đám nhất thu lại vẻ tươi cười Không còn trêu chọc sợ phong mà nói Nói cho người bộ tin Lão Phu vừa rồi âm thầm dùng bí pháp liên lạc Với yêu yêu và phụ thượng cách mấy chục vạn dặm Phụ thượng rất hài lòng với ngươi Rất vui lòng có cháu rể như ngươi Nhưng mà bản thân yêu yêu lại tự chối Cả đời này Nàng chỉ quan tâm tu hành tiến hóa và biến đổi Không muốn lún sâu vào tình cảm hồng trần Nàng xem ngươi như là đệ đệ Nguyện kết bạn tiến hóa của người tiến lên Cầu đạo nhất nói xong Cơ bản nói rõ thái độ của yêu yêu rồi Sở phong gật đầu Đối với nữ tử từ chất ngút trời này Hắn cũng luôn coi là hậu nhan tri kỷ Người đồng hành trên đường tiến hóa Tương đại hai bên có thể cùng hỗ trợ Bắt tay cùng tiến vào lĩnh vực trí cao Đối với hắn và yêu yêu Đơn giản thuần túy một chút càng tốt hơn Tương là kết bạn đồng hành Cùng mở đường tu hành Loại tri kỷ này không phải đạo lưỡng nhưng quan hệ cũng gần gũi giống nhau liên quan tới tần lạc âm ta vừa rồi cũng truyền âm nàng đã có phản hồi cựu đạo nhất nhìn sở phong sở phong nói ngài không cần nhìn ta nói thật nhé ta quả thực rối rắm lắm dù đang là mẹ của tiểu đạo sĩ thật nhưng ta cũng hiểu ý của nàng nghe thấy lời này những người khác còn chưa phản ứng gì sắc thối trực tiếp quay người biến mất hắn không muốn nghe những chuyện khiến cho hắn tức giận nàng nói sau khi ký ức khôi phục nàng mới biết mình là ai lưng đã từng mang gánh nặng nàng không còn nhi nữ tư tình nữa nàng chỉ muốn kiến mộng cổ đạo khiến cho đại mộng tịnh thổ lại xuất hiện ở nhân gian khôi phục lại thời đại cường thịnh và rực rỡ nhất đồng thời nàng cũng thẳng thắn lúc trước lời nói đối với ngươi nói cái gì mà thời đại tiền sử lòng đã có người thương tất cả thật ra đều là nói dối chẳng qua là muốn cắt đứt với người để cho người sớm từ bỏ cố ý liếc nhìn người kia nói nhỏ về chiến tích rực rỡ của hắn trên thực tế đối với cây gọi là thần thoại trong thần thoại ở giữa nàng và hắn căn bản không có gì giao nhau nàng chỉ là khâm phục chiến tích của hắn liên quan tới những việc này nàng nguyện ý nói rõ ràng trước thành hôn của ngươi đời này nàng không muốn liên quan đến gì tự tình trường về phần đứa bé tiểu đạo sĩ kia nàng đương nhiên sẽ coi cả mình sinh ra, âm thầm chăm sóc cho nó. Sở phong trầm mặc gật đầu, sau đó hắn thở dài một tiếng. Tần đặc âm cuối cùng cũng chỉ là một phần của thanh thi. Thanh âm hiện tại là hai người dung hợp, hoàn toàn nhận thức được quá khứ. Nơi xa xác tối lại sắp bùng nổ. Cha ruột không tính, mẹ ruột cũng muốn tới tìm hắn. Không đúng, tìm tiểu đạo sĩ chứ. Tiền bối, ngay đừng nằm nguyệt lão Chính ta quyết định là được rồi Sở phong lên tiếng Mà không với cái lão già này Còn không biết muốn giải vò ra chuyện gì Chỉ thêm phiền thôi Khiến cho tâm tình hắn nặng nề lắm Người chọn ai Chắc không phải coi trọng lạc tiền tiền Của trời xanh chứ Nhưng mà cửa trời xanh đã đóng lại Khó khăn lắm đấy Cổ thành cười nói Rõ ràng với lão già họm hẹp Lại bắt đầu bắt hắn vui vẻ Chu Hi. Sở Phong cũng không nói nhạc trực tiếp chỉ điểm. Ừ, ta cũng nghĩ đến nhà đầu này. Cửu Đạo Nhất gật đầu. Nếu bên người còn quẹo cua, nó một đống linh ta linh tinh, cả sinh tinh quỷ dị cũng liền lụy vào. Chưa nói gì đến đám người ngọc trai đen, lão già họm hẻm Tiểu tử, bọn ta cầu hôn vì ngươi. Mặt mũi của đạo tổ lớn bao nhiêu, lại thêm tần đế cổ thanh nguyện ý chủ trì đại hôn đây thật sự là đại sự chấn động thiên hạ không lâu sau đạo tổ giá lâm chu ra cho đủ thể diện dù là tiên vương chu Gia ở tổ địa vực ngoại cũng tự mình đến dương gian hạ thấp tư thái tiếp đãi chưa nói bản thân chủ hì có thể tự mình làm chủ hơn nữa đạo tổ đích thần tới chu ra làm sao có thể ngăn cản hồn ước này nhiệt tình đồng ý đáp lại thiên hạ xào động khắp nơi bàn tán sôi nổi ta không vui Á à, tiền tộc anh hiểu hiểu thật không vui Đôi mắt ửng đỏ rất khó chịu Tỷ tỷ của nàng anh trích tiên sở lên đầu của nàng Nhẹ nhàng thở dài Cái gì? Muốn tìm cho ta con rồng làm vợ Hoặc tìm con tầm làm đạo nữ cả à? Âu Dương Đại Long sủ lông lịch Lúc này chỉ muốn tạo phản Hắn còn trẻ Hắn vẫn chưa tự do đủ đâu Ai muốn hắn quản chứ Khi biết được là đạo tổ đề nghị Hắn lập tức yếu siêu nhưng cuối cùng hắn lại vẫn có lá gan phản kháng Nói gì cũng không thành thân Sở phong tự mình đến chu ra một chuyến Tặng những lễ hỏi quý giá Đều đã chuyển ra ngoài từ trong kho Của tần đế cổ thanh Trông cực kỳ lóa mắt Kinh văn gì đó, mẫu kim trọng bảo Cái gì cần có đều có hết chu gia không có gì trở ngại Đối với sở phong càng nhìn càng thuận mắt Chủ yếu nhất là bọn họ biết chu hy thích Như vậy là đủ rồi Chẳng qua có người trêu chọc chính là cựu đạo nhất nhìn sở phòng nói. Bộ dáng nhỏ bé của người, chỉ nhìn bề ngoài mà nói thì dáng vẻ 13-14 tuổi, quá non và xanh, không được, còn ra thể thống gì nữa. Sở phòng không nói gì, trông trẻ tuổi cũng đã tội sao. Đừng có giả bộ trẻ, người đi qua con đường luân hồi, cho nên nhìn nhỏ tuổi như thế, trưởng thành nhanh nhanh đi, biến mình thành bình thường chút. Đây là yêu cầu của cựu đạo nhất Lần này người chui ra cũng nhất trí gật đầu Bọn họ cũng cảm thấy khuôn mặt của sở phòng quá non nớt Có chút không thể nào nói nổi Suy cho cùng tuy thiếu nữ hì bây giờ kiểu diễm giống như đủ hoa Nhưng so với sở phong thì thoạt nhìn vẫn lớn hơn mấy tuổi Sở phong quá trẻ rồi Đến dị vực làm mình chín chắn đi Đừng nhiên người chú ý một chút Chớ có trì hoãn quá lâu Không được ép chính mình thèm một quả bí ngô siêu vẹo Ra tám mươi tuổi làm sao xứng được với thiếu nữ hi nhà người ta cậu hoàng lại lên tiếng nói con chó chết này đúng là không biết nói chuyện sở phong thật muốn đánh nhau với nó nhưng cuối cùng vẫn nhịn được không thể bị nó cắn một cái lại cắn ngược lại con chó đúng chứ sở phong rời đi thuận tiện đi một chuyến đến đảo hải ngoại thiên tiên mang theo khương lạc thần và hạ thiền ngữ vừa lục đích thần đưa bọn họ trở lại địa cầu Người muốn thành hôn với tiểu công chúa của chu gia kia sao? Hai thiên cữ giật mình. Tuy ở hải ngoại xa xôi, nhưng nàng lúc nào cũng nghe được chuyện của ngoại giới liên quan tới sở ma, liên quan tới chủ gia, đều có tiếng tăm lớn ở dương gian. Đúng vậy, ngươi trở về cũng tìm người để gả mình sớm đi một chút. Trưởng thành rồi, đừng để mẹ người lo lắng. Sở phong nói nàng. Lúc trước hai người bọn họ đã thân thiết với nhau từ lâu, hơn đã được người thân của mình giúp liên hệ. Ai muốn lấy chồng? Ta trưởng thành lúc nào? Ta còn trẻ, thanh xuân vẫn còn kéo dài không biết bao nhiêu năm đây. Tâm tình hạ thiền ngữ phức tạp. Đã nhiều năm như vậy, đang bắt đầu trước mắt tiếng tâm lừng lẫy nằm đó, thế mà từng có quan hệ với nàng như thế. Khương đặc thần cũng thay đổi sắc mặt, trong lòng cảm khái, tất cả phảng phất giống như mộng cảnh. Rốt cuộc bọn họ lên đường về sở phòng đích thân đưa các nàng về với địa cầu đi tới cố hương sau đó hắn ngựa không dừng phó nhục thân tiến vào dị vực nhanh chóng ép chín bản thân khôi phục lại dáng vẻ khoảng 20 tuổi rồi tranh thủ thời gian trở về dương gian trên đường đi cũng không có gì bất trắc sở ma đại hôn chiều cáo thiên hạ thực ra đây không phải là hôn lễ của một mình hắn còn có rất nhiều cô dâu chú rể bởi vì nếu như chỉ vì chính hắn thiên đình sẽ huy động nhân lực có phần không hợp lý muốn ăn mừng đến đâu cũng không nên như vậy mà tổ chức đại hôn cho tất cả thanh niên các tộc đến đứa tuổi người có hôn ước điều này là hợp lý rồi một ngày này thiên đế hạ pháp chỉ toàn bộ các ngọn núi trên dưới hạ châu trong hoa đồng thời nở rộ vô cùng rực rỡ cường hòa ngất trời núi non nguy nga sông lớn bao la hùng vĩ hồ nước trong xanh như ngọc tất cả sông núi đều bắt đầu sống động, tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạnh bốc lên. Đạo tổ thuyết triển đại thần thông, đương nhiên có thiên địa dị tượng làm bạn, núi sông cùng chiếu rọi. Trong thiên đỉnh, bên trên các hòn đảo lơ lửng, từng tòa kiến trúc hùng vĩ sang đèn kết hoa. Một số tiên vương mang theo vẻ tươi cười. Dù sao trong hậu nhân của bọn họ, có một số là cô dâu chú rể hôm nay muốn cùng nhau thành thân. Đời chân trời Liệu quảng phá không có thế ngoại kiếm tiên điều khiển phi kiếm mà đến cũng có người đứng đầu bộ tộc cưỡi chiến xa đến còn có những người từ đại giới khác cự phách của chư thiên khách khứa nhiều như mây cương giả đông đảo giống như đại hội vạn tộc trần tiên sinh vật đại vũ hư thối nhau nhau hiện ra tiên đình cung khuyết rất nhiều đủ để tổ chức đại hồn cho các cặp đôi sương tiên lượn lờ vô số sinh vật tiến hóa trong đình đài đậu các quỳnh lâu ngọc vũ trên bầu trời còn có thải phượng bay múa có tường tiểu hót vang có thủy thú thủ hộ các khách mời đều dâng tặng hạ lễ cho cặp đôi mới cưới sở phong và chu hy lễ vật đặc biệt quý giá kỳ trân dị bảo nhiều vô số kể lục nhĩ mi hầu tộc đưa lên một bộ đấu chiến kinh văn có người hô to điều này lập tức gây ra náo động đây dường như là một bộ kinh văn mà thủy tổ tộc này khai sáng tương đối bác đại tình thầm, cực kỳ khó lường. Tuy bộ kinh văn này liên quan đến một loại tiến hóa văn minh khác, nhưng đưa cho sở phong lĩnh hội cũng là cấp quý báu, có thể chứng thực rất nhiều diệu đế. Lệ đà tiên phương đưa lên sáu phần loại đất kỳ lạ cấp đại vũ. Chuyện này gây ra chấn động cực lớn. Lệ hắc thủ thật sự rất hào phóng, trực tiếp tặng quà nặng như vậy. Sinh linh đỉnh cao nhất hỗn quyền muốn trở thành cường giả cấp đại vũ khảo khát nhất chính là loại đất kỳ lạ này từ đó bồi dưỡng cây tiền mình trồng sớm ngày đậu hoa kết trái mới có thể hấp thụ phấn hoa đất kỳ lạ cấp đại vũ quá khó kiếm ngay cả có gia tộc tiên vương muốn tìm được loại thổ chất này cũng không dễ dàng gì hiện tại lên đàm một lúc đưa lên sáu phần đúng là đủ hào phóng mà yêu yêu đưa lên một bộ kinh văn vô danh cái này không gây ra chấn động gì Nhưng sau khi cậu Hoàng nhìn thấy Thì thần sắc đại biến Cái này hình như có liên quan Đến truyền thừa của nữ đế Sở phong đọc qua Lập tức chấn động Trong kinh văn ảo diệu siêu phàm Hấp dẫn tâm trí của hắn Chỉ là trước mắt lại không phải thời điểm để nghiên cứu cẩn thận Hắn trịnh trọng cất đi Ngưu tiên vương đưa lên một đôi Viền nguyệt loan đao dùng sừng mãng ngưu cấp tuyệt đỉnh trần tiền tràn luyện ma thanh phật tộc đưa lên hai viên cửu chuyển phật quả có thể tái tạo nhục thân và chân hôn các loại lễ phật được khách mời khắp nơi đưa lên đều rất quý giá quả thực hiện tất cả những người có mặt sợ ngây người nhưng cũng có điều bất ngờ một thiếu nữ tóc bạch kim óng ánh mỹ lệ giống như tiền tử chạy đến gần sở phong mắt đỏ hồng đói khẽ sở ca ca trước kia huỳnh đói đợi đến lúc tóc muội dài tới eo thì huynh sẽ lấy muội muội vẫn luôn chờ đợi huynh mà nhưng hôm nay muội lại đợi được một kết quả như vậy nói đến đây anh hiểu hiểu khóc nói nếu là tỷ tỷ ruột của muội muội sẽ không tranh giành với nàng nhưng là thiếu nữ hy tỷ tỷ muội vẫn không phục nhìn ra được nàng thật sự rất đau đớn sợ phong ngẩn cả người hắn từng nói những lời này sao không hề có ấn tượng chút nào anh hiểu hiểu đã thực sự trưởng thành đại cô nương. Dáng người nàng bây giờ rất mảnh mai, so với sở phong vóc người cao gầy thì chỉ thấp hơn nửa nắm tay, duyên dáng yêu kiểu. mái tóc bạch kim mềm mại, dài ngang eo, sáng lấp lánh. Nhưng trên khuôn mặt nàng lại tràn đầy nước mắt, tinh thần chán nản. Trong bầu không khí ngày hôm nay, nàng lại vô cùng đau thương, nắm một góc ống tay áo của sở phong, không nói nên lời mà buông bỏ, đau đớn và quyến luyến khó tả tuy có không ít người nhìn sang nhưng nàng không hề buông tay bởi vì nàng biết sau khi buông ra có thể mỗi người một nơi có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa loại buông bỏ này đồng nghĩa với việc tình cảm nhân sinh hoàn toàn biệt ly đời này nhất định xa nhau vĩnh viễn chia cắt nửa đời sau nữa cũng sẽ không bao giờ gặp nhau nước mắt không ngừng lặng lẽ chảy xuống dưới gương mặt của nàng nàng không nói gì thêm chỉ nhìn sở phong điềm đạm đáng yêu Giống như là một con thú nhỏ bị thương Tràn đầy bất lực và đau khổ Trong đồng sở phòng lập tức trở nên nặng nề Hắn nâng một cánh tay lên Dùng tay áo giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt Hắn không biết an ủi thế nào Bởi vì tuy cả đời người tình cảm phong phú Nhưng một số lại không thể nào chia cắt Nếu như hiện tại hắn hứa hẹn Như thế sẽ đưa Chu Hy vào hoàn cảnh gì Nhất là vào một ngày như hôm nay sẽ nhận tổn thương nghiêm trọng đấy. Càng ngày càng có nhiều người chú ý tới dị thường bên này. Có không ít sinh vật tiến hóa ở gần trông lại. Rõ ràng không ổn rồi. Chuyện này sẽ khiến hôn lễ xuất hiện việc ngoài ý muốn. Ánh trích tiền đi tới. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy đầu vai hơi run của bội bội mình. Nhỏ giọng an ủi, muốn kéo nàng ấy đi. Khuôn mặt của anh hiểu hiểu, đẹp đẽ, hoàn mỹ. Nhưng đôi mắt lại hồng hồng. Trên đồng vị thật dài đẫm nước mắt nàng rất tổn thương, không muốn buông tay. Nhưng cuối cùng con tay vẫn im lặng, buông lỏng ra. Không phải bụi muốn làm loạn nơi này, cũng sẽ không phá hỏng hôn lễ của huynh và hy tỷ. bụi thật sự không thể từ bỏ, tìm bụi đau quá. Sắc mặt của nàng tái nhợt, vô cùng bất lực, nghẹn ngào nói. Sau đó, nàng rất càng nhiều nước mắt hơn, nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát, mà kiên quyết quay người, quay lưng về phía quá khứ. Muốn rời đi với tỷ tỷ của mình Nàng không muốn làm cho sở phong khó xử Không muốn mang đến chuyện ngoài ý muốn Cho hồn lễ Mà cả thế gian đều chú ý này Vừa rồi nàng thật sự không nhịn được Bộc lộ chân tình của mình Tuy nàng biết Quay người như vậy đồng nghĩa với việc Duyên phận đời này đã hết Không còn tương lai Không còn ước mơ đã từng Những tình nghĩa kia Nhất định chỉ có thể cắt giữ chỗ sâu nhất trong trái tim đời này chỉ còn lại mình một mình rời đi sở phong rất muốn nói với nàng một vài đời nhưng hắn há to miệng lại không nói ra được có thể hứa hẹn cái gì sao hắn không có tư cách cũng không thể làm được hôm nay là hôn lễ của hắn và người khác hắn có sức mạnh gì có tư cách gì hứa hẹn với thiếu nữ hai mắt đẫm lệ từ từ xoay người đi kia ánh trích tiền ôm bụi bụi của mình sau đó nhìn thoáng qua sở phong cha hiệu bảo sẽ bảo vệ tốt cho hiểu hiểu sở phòng trầm mặc gật đầu hy vọng nàng chăm sóc tốt cho anh hiểu hiểu đối với anh trích tiên hắn sớm đã không còn oán giận như ngày trước suy nghĩ cẩn thận thay đổi góc độ cân nhắc anh trích tiên nằm đó thét lên thân phận của hắn là có lý do khác bởi vì khi đó bảo kính của dương gian trong đơn lượng trên đầu chỉ cần đi qua nhất định sẽ bại lộ thân phận anh trích tiền biết hắn sẽ lộ ra sơ hở. Thay vì như vậy, nàng chỉ có thể bảo vệ người nhà của mình. Để những thế lực dương gian kia, tin rằng nàng và sở ma không có nội ứng ngoại hợp. Sở phong tin tưởng lúc đó, sự đấu tranh trong nội tâm ánh trích tiên tất nhiên vô cùng đau khổ. Nhưng nàng cuối cùng chỉ có thể đưa ra một lựa chọn. Lúc này anh phủ địch cũng đi tới. Sắc mặt không có đen như trước kia, cũng không oán giận gì. Mặt không biểu cảm Tớ lấy vai còn lại của vội vội mình Muốn đưa nàng đi Tâm trạng sợ phòng đột nhiên trở nên cực kỳ nặng nề Hắn cảm giác như có một ngọn núi đè lên trong lòng mình Dù trong ngày xưa đối mặt với cường địch chư thiên Hắn cũng chưa bao giờ bị đè nén đến như vậy Hắn có thể cảm nhận được Sau khi hiểu hiểu rời đi Đời này có thể sẽ không còn được gặp lại thiếu nữ tóc bạch kim Thông minh lành đợi và hoạt bát hiếu động cũng sẽ không nghe được giọng nói gọi hắn là sợ phong ca ca nữa sau khi anh hiểu hiểu xoay người đi không tiếp tục nói nữa nước mắt không ngừng chảy xuống sau đó rốt cuộc nhấc chân nàng muốn chạy trốn bởi vì nàng sợ mình sẽ không nhịn nổi mà khóc to sẽ kinh động tới tất cả mọi người khiến cho cuộc hôn lễ này bị chỉ trích nàng không muốn sợ phong bị người khác chỉ trích nàng muốn chạy trốn rời đi thật xa đời này không gặp nữa Cầu đạo nhất thần đạt đạo tổ hôm nay tọa trấn nơi đây tự nhiên hiểu thấu từng ly từng tí có thể cảm nhận được hết thảy mọi chuyện ông thấy rõ tình cảnh của sở phong cũng nhìn thấy vẻ bi thương của anh hiểu hiểu thậm chí còn thấy được tất cả bộ mặt thần sắc và cảm xúc nội tâm của những người khác nơi đây ông nhẹ nhàng thở dài nói tuổi trẻ ấy hả có bao nhiêu thời gian có thể làm lại còn bao nhiêu người cuối đời không than thở tiếc nuối chỉ đã trong dòng sông lịch sử dưới vũ trụ tinh không rực rỡ vinh nhục bị hoàn cá nhân có là gì đâu nhân vật truyền thuyết nào nổi lên mà không có quá khứ không có ân hận và buồn bã của bản thân hướng về phía trước ở dưới trời cao trong tiếng sách sử lật qua lật lại hết thảy vinh nhục được mất cá nhân đều có thể xem nhẹ từng có đế tử hiến tế vì cha cũng có công bình tiền tử đau khổ chờ đợi nửa đời người dưới ánh trăng lạnh lẽo cũng có sư trưởng và kẻ địch không thể chiến thắng vì bảo vệ quê hương cùng nhau ra đi vĩnh viễn rơi vào bóng tối còn có đế giả thiên thù phản cổ xúc động bỏ lại sau lưng tất cả tình cảm hồng trần dứt bỏ thần cố lại lo một mình đi vào hang ổ tối tăm nghìn đời không ai biết chỉ để lại một hàng dấu dân nhàn nhạt, nhạt kể về vết thương thầy lương đã qua Chiến công vạn cổ yên tĩnh trầm mặc. Công đức huy hoàng chỉ hiện hách một đời, chiến tích sáng chói cuối cùng rồi sẽ mở đi. Kỳ quyên thay đổi, ai có thể lưu danh mãi mãi? Vô số chiến công bị chôn vùi trong đất bụi. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, kiêu ngạo một chút, tinh thần phấn chấn nhìn về phía trước. Cầu đạo nhất nói rất lại ngại liên miên tự bình luận. Cuối cùng ông đại thở dài nói: "Thôi, nếu đã nhìn thấy ta sao có thể thở ơ, sao có thể nhận tâm, đành giúp các ngươi làm rõ vướng mắc ngổn ngang. Thân đã đạo tổ, nằm giữa đạo tắc đương thời, hôm nay ta sẽ lấy việc công làm việc tư một lần, dắt nối cho các ngươi, thực sự không nỡ nhìn những khổ tình và ai oán kia. Nhưng ngày sau cũng phải xem xem chính các ngươi có đủ loại nhân quả cuối cùng kết thúc. Cửu đạo nhất nói xong những lời này, liền bắt đầu làm. Chỉ có người hảo nhãn kìm tình và cường giả tuyệt đỉnh mới có thể nhìn thấy từng mánh khóe. Chỉ thấy trong hư không đang dễ ra từng sợi đường vân màu đỏ, lan tràn về hướng sở phong, lại quấn quanh ánh hiểu hiểu, rồi khuếch trương về phương xa. À, trường người người thật sự có nhân quả lớn, ta vốn chạm phòng ngươi, cũng đã cảm thấy khá khó khăn à. Cựu đạo nhất giật mình nhìn sở phong, trong lòng ông rất chấn động. Cậu hoang cảm nhận được tâm trạng của ông, nhìn về phía sở phong, trong lòng nó khẽ động Ánh mắt bắt đầu thay đổi Ta giúp người Hôm nay làm mối hồng trần Tần đế cổ thành cũng ra tay vẻ mặt tươi cười rất hiền lành Tùy anh hiểu hiểu đang khóc thúc thiết nhìn ông Không biết vì sao lại cảm giác được yên tĩnh An tâm một chút Hai vị đạo tổ ra tay Những sợi dây hoa văn đỏ thắm Quấn lên mấy người Bọn họ sử dụng đại thần thông Dẫn dắt chuỗi đỡ nhân quả Tờ hồng quấn quanh mọi người không hề nghi ngờ Hai lão đầu tử đang thay đổi cạn khôn lén lút can thiệp vào một số việc Nhiều sợi tơ hồng nhân quả Trong thiên địa này Theo lý thuyết Can thiệp một sinh vật tiến hóa Các bổn nguyên nho nhỏ như người Sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với chúng ta Nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn Thì sẽ gián tiếp chứng minh Tương đại người quả thực khó lường Đến lúc đó Đừng quên ta đưa nhân quả lớn Cựu đạo nhất lại nói Tuy nói như vậy Nhưng ông hoàn toàn không coi đó là vấn đề Ông không tin sở phong có thể làm được gì Thời gian không còn kịp rồi Thế hệ trẻ tuổi không có thời gian quật khởi Cho dù ông và cổ thanh đều chiến tử Hình thần tiêu tán Chứ tiền quy về bóng tối Chứ thấy lúc đó trầm luân và đóng băng Mà sở phong may mắn còn sống Thì có thể làm gì Không có cơ hội trả đại nhân quả gì Cho hai người bọn họ Sở phong biết để đạo tổ can thiệp vào chuyện nhỏ nhặt của tiểu bối quả thực không dễ. Loại sinh linh tầng thứ này, ánh mắt bình thường đều sẽ không để ý tới nhân quả vướng mắc cá nhân của tiểu bối đâu. Tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được ý tốt, rất cảm kích hai người. Lúc này anh hiểu hiểu, bỗng nhiên bình tĩnh. Nàng cảm giác sương mù và bi thương trong lòng được xua tan đi không ít. Bị cười ta an bài đến một tòa cung điện yên tĩnh không kháng cự cũng không cứ vậy rời đi sở phong nhìn về phía hư không xa xa những chuyện này xảy ra trong đại hôn hôm nay tuy không gây nên náo động nhưng vẫn có vài người nhìn thấy hắn khẽ thở dài quay đầu nhìn thoáng lại hắn dường như nhìn thấy thân ảnh của một số người lâm đặc y tần đặc âm anh hiểu hiểu yêu yêu vụt qua trong trí nhớ có vài người tới và có vài người đã rất lâu không gặp đời này không biết còn có thể gặp lại nhau hay không. Hôn lễ tiếp tục, khách khứa tới càng ngày càng nhiều. Người mới thành hôn có rất nhiều, nhưng không thể nghi ngờ, sợ phòng trói mắt nhất ở đây. Tiền vương tới không tính là ít. Về phần qua mừng, thật sự trọng chất như núi, tất cả đều là kỳ trần dị bảo. Các loại cô phẩm hiếm thấy, còn có kinh văn tuyệt thế. Đại đạo phụ văn tự động hiện ra từ bên trong trang giấy ố vàng, vừa nhìn chính là đồ vật chấn động thế giới tuy là trang giấy kinh văn cũng có mà hủy được có thể trường tồn lâu đời chủ yếu là do những điều được kỳ lại quá mức kinh người à bên trong những lễ vật này có nhiều thứ sao nhìn quen mắt thế trong đó sau phần đất kỳ lạ cấp đại vũ do đệ đã cung cấp là hấp dẫn ánh mắt người ta nhất thứ này không phải quý giá nhất nhưng tuyệt đối là tài nguyên tiến hóa có tính chiến lược chủ yếu là những vật chất này rất khó gom đủ một phần. Cho dù là trong gia tộc tiền vườn cũng coi như là kỳ trân, cực kỳ quý giá. Căng đương vào là một lúc tập hợp đủ sáu phần. Một trong đồng quần hắc ám của Dương San là Thái Nhất, sắc mặt biến thành bầu đen, rất lâu mới ngẹn ra một câu nói. Còn một phần bảo thổ là của nhà ta. Sau khi nghe vậy, vẻ mặt của Nam Đà thoáng chốc thay đổi, thập giọng nói người không đói thì ta vẫn chỉ đang hoài nghi hiện tại đã xác định một phần tiên thổ cấp đại vũ màu xanh thẳm trong đó là ngày xưa ta cất giữ trong chốc lát một đạo quái vật đến từ tổ chức tây thiên ra mặt bỗng nhiên run rẩy sắc mặt khó coi bởi vì một phần đất kỳ lạ màu hoàng kim cấp đại vũ trong đó là của nhà hắn lê hắc tự lần trước sau khi khôi phục cái còn là chấp niệm đại chiến trừ hùng chỉ là ngụy trang để dây dừa với chúng ta, mà hắn có phân thân khác đi xung quanh trộm cắp và cướp sạch. Qua thực là đỉnh đầu đèn bốc khói, thiếu đạo đức quá. Tịnh thổ của chúng ta tất cả đều bị lấy sạch rồi. Tiếp theo đạo yêu quái ở nơi nào đó của cấm khu tuyệt đại cũng mở miệng yếu ớt nói. Còn một phần là của nhà ta. Ngay cả hang ổ của sinh vật cấp tuyệt đỉnh trần tiền như ông chỗ ở có danh dưng là cấm địa thiên sử cũng bị trộm khoét lập tức một đám khổ chủ tập hợp một chỗ vẫn uất không thốn. bọn họ mất đi không chỉ là tiền thổ cấp đại vũ, còn có bảo vật quý giá khác nữa. Lần trước trước đại chiến hồn hà, lê hắc thủ vẫn luôn âm thầm xét nhà, tìm được rất nhiều thứ tốt. kết quả không có chứng cứ, một đám người ngậm bồ hòn mà im. khó trách lê hắc thủ hào phóng như vậy, tất cả đều là cướp sạch của cải của người khác để gộp đủ cho cha hắn. Đây là cảm xúc người khác hào phóng. Xuyệt, nhỏ dòng một chút. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Sư phụ hắn hiện tại là đạo tổ rồi. Người tự tìm phiền phức sao? Lại nói chính hắn cũng đã tiền vườn đấy. Một đám người buồn khổ, tức giận. Nhưng lại không thể làm gì được. Lê Đà đại hắc thủ rất đáng giận, đáng hận. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao hôm nay đạo tổ là người chủ hôn. Ai dám gây sự ở chỗ này? Hôm nay khách từ khắp nơi đến thăm, thực sự rất nhiều. Thánh sư và bình Thúc cũng ở đây, đang uống rượu. Xa xa nhìn sở phong, có vui mừng, cũng có mấy phần tiếc nuối. Khi thật bọn họ rất muốn uống rượu mừng của hắn và yêu yêu. Đáng tiếc vị chất nữ kia, chí không ở hồng trần. Từ chất nàng tiếng út trời. Đời nay chỉ nguyện dẫn thân vào con đường tiến hóa. Thạch hồi thiên tôn cũng tới. Tùy sư phụ của hắn khả năng ở đây là cương giả của nguyên tộc nhưng hắn không quan tâm năm đó sau khi ân đoạn nghĩa tuyệt hiện tại nguyên tộc còn dám ở đây tìm hắn để gây sự hay sao bên cạnh hắn có một vị mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ chính là hậu nhân thập vĩ thiên hồ của hắn ta cảm thấy đạo tổ dẫn sợi nhân quả màu đỏ có ảnh hưởng rất lớn đối với tương lai người cần nhắc xem nếu không cũng gia nhập đi vào trong nhân quả ấy ừm uhm. hồ tộc nhất là cầu vĩ thiên hồ vốn có sức quyến rũ tự nhiên đơn nhất vào tiếng hừ cũng đủ lay động lòng người thì càng đừng nói là thập vĩ thiên hồ cách đó không xa tần đặc âm cũng tới trong một tòa thiên điện ôn tồn thì thầm đang nói chuyện cùng tiểu đạo sĩ trắng trảo mập mạp thể hiện ra tình mẫu tử sáng ngời vẻ yêu thương không thể diễn tả bằng lời chúc mừng ngươi cầu hoàng huých xác thối xác thối không quan tâm hờ hững thật lâu sau mới nói chúc mừng cái gì phụ thần của tiểu đạo sĩ hôm nay là nhân vật chính không đề cập tới cũng được Ngươi nhìn xem Hết cả mẹ ruột của hắn cũng tới kìa cậu hoàng cười hà hà nói liên quan gì đến ngươi mà chuyện này thì có quan hệ gì với ta có gì vui sướng mà chúc mừng xác thối vẻ mặt khổng tốt nói nơi bốn phía chung quanh một đám đạo quái vật đều như đang xem một vở kịch cậu hoàng tùy tiện nói Tại sao chuyện lại không liên quan tới ngươi Hôm nay ngươi có thể nói Là ra đến phúc báo Phụ mẫu song toàn Người cũng tuổi này rồi Còn có thể có phúc khí này Quả thực là trời thấy đáng thương Bao nhiêu người Bao nhiêu cuộc đời Cũng không tu đến phúc duyên đấy Ở gần đó Một đám lạng quái vật Đều trợn mắt há mồm Sau đó thực sự nhịn không được Tất cả đều cười vang lên Tâm thái của xác thối này liền sụp đổ ngay Sắc mặt đen như đáy nổi cầm vũ khí bốn quyết một trận tử chiến với cầu hoàng ngay cả cầu đạo nhất và cổ thanh cũng đều nhếch miệng cười hà hà vui vẻ cầu hoàng và xác thối bình bình bang bang đánh nhau chẳng qua những người hiểu rõ đã quen rồi bởi vì hai người này từ xưa đến nay vẫn cứ vật lộn như thế nếu một ngày nào đó chung sống hòa thuận mới là không bình thường già đến phúc báo phụ bẫu xong toàn người còn không biết đủ sao cầu hoàng la lên Xác thối thực sự không chịu được nó. Quả nhiên là có chút thua mà trốn đi. Chó chết này cho tới bây giờ đều là miệng đầy bùi thơm. Một con chó khiến người ta tức chết không đền mạng. Đúng là cái hài không nói, đi nói toàn cái dở. Từng con đảo lơ lửng, quỳnh lông ngọc vũ thành phùng, tiết nhạc từng trận. Cánh hoa trực rỡ đầy trời rớt xuống, thụy cầm bay múa, từng thú thủ hộ tứ phương. Yến tiệc đã mở ra, đạo tổ tự mình chủ trì Đường nhiên rầm rộ đã chưa từng có. Một cặp lại một cặp người với lần lượt đến. Chu Hy cũng tới, người khoác hồng y, đầu đội vũ phượng, giống như xích hà nở rộ, tỏa ra ánh sáng tốt lành, an bình, thủy khí phun trào, nàng hết sức xinh đẹp. Ở bên cạnh nàng có một thiếu nữ tóc tím khá đáng yêu, chính là Tử Loan. Nàng đỡ Chu Hy đi về phía sở phong, trên mặt tràn đầy vui mừng. Sở phong kinh ngạc, sau khi chia tay với Tử Loan Để nàng ở lại bên cạnh Vũ Thượng Sau hôm nay nàng lại đến bên cạnh Chu Hy Hắn không khỏi bí mật truyền âm Hiện nhiên Tử Loan rất cao hứng nói Ta cảm thấy làm thị nữ quen rồi Như vậy rất tốt Sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi Không còn gì tốt hơn Nàng không tiêm không phổi dáng vẻ rất vui và ngốc nghếch Cười hề hề Trước kia sở phong từng đe dọa nàng Hù dọa nàng Kết quả nàng ngược lại vui mừng hớn hở Nguyện ý ở lại Khiến hắn không nói nên lời Lần này hắn lại giơ tay lên Nhưng cuối cùng đã buông xuống Không giống trước kia Thượng búng trán nàng một cái Sở phòng nắm tay Chu hì Cùng nàng đi mời rượu Cảm tạ thân bằng và chư vương Còn phải cảm ơn hai vị đạo tổ chu Hà ra người thất tha Xuất trần giống như tiền tiên Thân hình mảnh mài lấp lánh ánh sáng Có thể nói đã bằng cường ngọc cốt nàng lúc này không thể nghi ngờ là kinh diễm mỹ lệ gần như hư ảo nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp tuyệt trần mắt to linh động chớp chớp trên hai gò má trắng nõn những một màu đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt không thể nghi ngờ trong đông đảo cô râu chú rể nàng và sở phong là một đôi rực rỡ nhất làm cho người khác chú ý ha 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 thật sự là một ngày tốt thiên đình vừa lập mượn tiệc cưới của người mới đem không khí ăn mừng truyền bá tới chiêu thiên nhưng chưa thiên rõ ràng suy bại muốn kết thúc nữa. Nên đã đang ủng hộ sĩ khí hay đã sung hỉ nhỉ? Cuối chân trời sưng vụ bốc lên truyền đến giọng nói bất thiện. Ai muốn phá rối? Có tiền phượng quát. Không chỉ là từng đôi cô dâu chú rể giận dữ. sắc mặt cổ thanh cũng trầm xuống. Có người làm rối ở ngay dưới trường hợp này. Điều này cũng là bất kính đối với thân là chủ hồn đạo tổ. Đừng hiểu lầm tới tặng quà thôi. Trên trời có một thanh niên đi tới chắp hai tay sau lưng, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Hắn khá là bình tĩnh, hất ông tay áo lên, lập tức có vật chất nồng đậm màu xám chẳng lành bốc lên, bao vây một cái rương đưa đến thiên cung. Nếu tặng quà, các người phải trang cũng muốn đáp lễ nhỉ? Ngôn ngữ thiêu nghiêm túc, ánh mắt đảo qua đám người, sau đó nhìn về hướng Chu Hi nói. Ừm, um, nữ nhân này hoa nhường huyệt thẹn có thể nói quốc sắc thiên hương đúng là không tệ hắn vình pháo phê bình nói bằng không để nàng đáp lễ đi điều này thực sự quá láo xược không để đám người vào mắt kiêu chiến tâm lý cực hạn của tất cả mọi người cây tới có thể nói vụ lễ đến cực điểm ngạo mạn bay cao quả thực là không kiêng nể gì đây rõ ràng là đến quấy rối nào con nói ai nói như vậy hắn lại ở trước mặt mọi người muốn tân đương tử làm quả đáp lễ, thật sự kinh người quá đáng, không ai có thể chịu được. Rất nhiều người đều hận không thể xé rách hắn tại chỗ. Nhất là một thế hệ tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống, dễ dàng xúc động hơn. Một đám tức sủi bọt mép, chưa bao giờ gặp qua người tùy tiện và chọc người ta căm hận như vậy. Hắn ở trước mặt trừ vương, ở trước mặt hai vị đạo tổ, đưa ra loại yêu cầu này, ngang ngược không đủ để hình dung thật sự quá thái quá, khiêu khích tất cả mọi người. Hắn thoạt nhìn chỉ là một thanh niên, mặc áo bào tro, tóc dài, hung dữ, vừa nhìn trên cả hạng người kiệt ngạo. Tuy rằng nhìn trẻ tuổi, nhưng ai cũng biết hắn không đơn giản, mà không làm sao dám không cố kỵ một mình xâm nhập vào thiên đình. Ánh mắt sở phong lạnh lùng, tóc đen dài đặc tung bay, sát khí vô hình sông lên trời. Hắn rất hiếm khi cấp thiết giống như bây giờ muốn ở trong thời gian ngắn nhất giết chết một người. Đối phương giam trong hồn lệ của hắn ương ngạnh như thế, ngay cả là hết sức lông bông cũng đến nhầm nơi tìm lâm người. Ta sẽ giết người. Sở phong mở miệng nói. Người hiểu hắn đều biết, hắn thực sự tức giận. Đừng có tức giận. Đối với một người lời nói và việc làm xấu xí như vậy, không đáng tức giận. Chu Hi cầm tay sở phong nhẹ giọng nói, khuyên hắn đừng tức giận vì loại người này. Ta sẽ không để cho hắn ảnh hưởng tâm trạng của ta Giải quyết đã xong Sở phong gật đầu <laughs> Người tới làm càn cười to Trông có chút cợt nhả Giả tinh bất tuần đứng ở trong thiên cung Chắp hai tay sau lưng nói Người giết không được ta Hơn nữa nơi này không có bất kỳ ai Có thể giết được ta Hắn nói rất kiên quyết Trong lời nói không chút để ý Sinh vật quỷ dị như người Tùy tiện xông vào thiên đình của ta Vô lễ nhiều lần Thật sự cho rằng ta không biết sau lưng người con lão quái vật chống lưng sao Cổ thành thét lớn Hơn được ông tự mình ra tay Hắn không có mệnh lệnh Người tiến hóa khác bắt người này Bởi vì hắn cảm giác không ổn Thậm chí cũng không để tiền vương Làm khó dễ Mà đã tự mình ra sân Đạo tồn đổi giận Chư thiên cộng hưởng Đại đạo cùng minh Vô số quy tắc hiện chiếu Lộ ra trong chư thiên đại thế giới một bàn tay to của cổ thành bao trùm về phía trước Trực tiếp đè ép xuống Nếu không ai che chở Người này chắc chắn trở thành một vùng máu Hình thần tán đi Nhưng mà sau đường thanh niên áo bào tròn này Trực tiếp đi tới một nam tử Hai mắt như kim đăng Tóc xanh vào vàng sáng lạng Như hỏa kim trúc thành Mặt hắn như đào tước Rất có cảm giác lập thể Hai mắt sáng ngời hữu thần Một bàn tay giơ lên phịch một tiếng trực tiếp đỡ một kích của đạo tổ. Ầm một tiếng, cả trung tâm của thiên cung nổ tung, rồi sau lại tan rã sụp đổ toàn diện. Phù cận từng đảo nhỏ đối liền vòng trời đều cùng nhau nứt ra, trực tiếp vỡ vụn. Đây là tính hủy diệt, cũng là tính tai nạn, đủ để nghiền áp vô số người thành vũng máu. Nếu không có cựu đạo nhất ra tay, dùng đại đạo phụ văn nhu hỏa đan sen lan tràn mỗi một góc che chở mọi người ở đây Át hẳn sẽ xuất hiện thảm kịch Đạo tổ Trong số sinh vật quỷ dị Đến một cường giả tuyệt thế Lớn mạnh quả thực muốn khiến cho người ta hít thở không thông Thoải mái mà trực tiếp càn cổ thành trở về Hắn toàn nhìn sắc mặt trắng nõn Trong suốt giống như ngọc thạch Tóc dài màu vàng cực kỳ sáng lạ Dường như thái dương hoàng kim chiếu rọi trời cao Ánh mắt sắc bén Trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nhạt đây là ra oai phủ đầu các tộc đến đây Thiên đình sơ lập Đã có người đến gây kinh sợ Một vị đạo tổ khủng bố tự mình tới Thật là làm cho người ta Sống lưng phát lạnh Có vẻ cậu thanh dưỡng như Còn dừng ở hạ phong Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt gì Tần đế mới thượng vị Đã có sinh linh quỷ dị Đến làm loạn Người trung niên tóc vàng kia Đang coi thường không một tiếng động Không nhịn được sợ người này quật khởi, từ đó tạo thành uy hiếp đối với các ngươi. Tiết cổ thành hơi kém hơn, nhưng vẫn đi về phía trước. Cựu đạo nhất chặn lại ở phía sau, tay đứng cầm đồng mâu mạc. Không, sinh linh thời đại này thật sự quá yếu. Ta có chút thất vọng, cho nên tự mình qua đây xem thử. Quả nhiên chẳng qua chỉ có thế. Nam tử tóc vàng mở miệng, sau đó hắn lật tay bột trưởng chấn tới hư không. Âm một tiếng, trời đất nổ tung, vạn vật điêu linh, tĩnh mịch bao phủ khắp không gian. Đảo nhỏ phương vị kia biến mất, trời cao tan rã, tất cả đều bị diệt. Lại càng không cần phải nói, người tiến hóa ở phương hướng bàn tay đó, cho dù là tường cầm bay bố hay là thủy thủ bảo vệ trên đảo nhỏ, hoặc là nhân tài kiệt xuất các tộc đều tránh khỏi kiếp nạn. Cho dù là chân tiền cũng không ngoại lệ, trở thành tan xương nát thịt, tiền huyết vàng khắp nơi cho dù là tiền vương cũng là kết cục giống nhau. Giữa bàn tay to hóa thành vũng máu, trực tiếp nổ tung, huyết quang vô số điểm, vô cùng thê thảm. Một kích của đạo tổ căn bản không ai có thể ngăn chặn. Nhân vật tuyệt đỉnh trong tiền vương cũng không cản được, tránh khỏi cái chết. Đây thật sự quá đáng sợ. Tuy rằng cựu đạo nhất và cổ thanh ở đây, nhưng cũng không kịp ngăn cản một kích đột ngột này. Không ai nghĩ đến, hắn bá đạo như vậy không có lời nói dư thừa gì, trực tiếp hạ tử thủ ngay. Có thể nói, vị đạo tổ đầu nguồn quỷ dị này, tùy tâm sở dụng, không để ý lẽ thường, không thể nào kết nối. Căn bản là không có cái gọi là tráng quy củ, quần giáo với hắn, mà nói không có hiệu quả. Hắn muốn giết thì giết, muốn diệt liền diệt, vô tình và lạnh lùng, sẽ không nói với người ta bất kỳ đạo lý nào. Có lẽ trong mắt hắn, sinh linh các tộc đều là chó cỏ thôi. Rất nhiều người mắt sắp nứt ra, rất thảm thiết. Phương vị kia không có sinh linh, một người đều không ai sống sót. Thần cố của bọn họ đều ở đây, có thể nào chấp nhận kết quả như vậy? Ông trời ơi, vì sao tàn nhẫn như vậy? Quái vật quỷ dị ta. Có người trống giận. Cũng có thêm nữ khóc lớn, như đau đớn tận cùng. Thật sự khó có thể chấp nhận kết quả người thân chết thảm ở trước mắt. Trên thực tế, đây vẫn là vị đạo tổ kia khống chế tự nhiên, không có kết quả khuếch trường đạo văn, chỉ nhằm vào trương đám người phương vị kia. Bằng không không biết sẽ quyết tinh và khủng bố đến cỡ nào. Kết quả này nhất thời làm cho tất cả mọi người nhận rõ một sự thật. Một niên đại đáo động quả thật đã đến rồi. Máu và đoạn, còn có đại kiếp nạn khôn cùng đều đến trước mắt. Không phải đáng nghe đồn nữa trần tướng đảm báo chạy đầm địa như thế, tới gần bên người mỗi người, không ai chạy thoát được. Đại thời đại huyết sắc đáng sợ nhất thổi quét tới, người thật sự đã ương ngạnh không kiêng để ai. Cổ thành nghiến răng nghiến đợi ở trước mặt ông làm việc như vậy, hoàn toàn không đặt trừ thiền hai vị đạo tổ trong mắt. sắc mặt của cửu đạo nhất cũng âm trầm, giờ lên thành động chiến mâu trong tay, chỉ vị đạo tổ tóc vàng kia ngoài ra tăng thiền độ cũng đang chậm rãi xoay tròn lờ lửng trên đỉnh đầu ông ta nhưng mà trước khi tiến công cựu đạo nhất và cổ thành cũng làm một chuyện quanh thân cận sóng như sóng to dập dấn ra ngoài cung điện mới vừa rồi bị sập đào nhỏ sụp đổ cùng với những sinh linh hình thần nổ tung không ngờ đều tụ lại chậm rãi đắp nặn lại đây chính là thủ đoạn của đạo tổ bọn họ không thể đúng lúc ngăn cản một trưởng kia của đối phương nhưng có thể phong tỏa cạn khôn, bảo vệ chân linh bất diệt, máu sinh bệnh còn sót lại. Hiện tại dùng thủ đoạn của đạo tổ, tự nhiên có thể làm cho những người đó sống dậy. Thời quang như đảo lưu, mọi thứ đều bị nghịch chuyển, tất cả người tiến hóa đều sống lại. Nhưng đối với mọi người mà nói, trải qua vừa rồi thật là đáng sợ. Dưới một trường quần đạo tổ bị quy tắc xé nát, vặn chết thành hạt, rồi sau đó lại bị cửu đạo nhất và cổ thanh ngưng tụ tái tạo chân thân đau khổ và tuyệt vọng còn có máu chảy đầm đìa thật sự quá mức dọa người sống rồi tổ phụ hắn khôi phục lại rồi trời ơi đạo tổ trên cao cảm ơn ngài thi triển sức mạnh to lớn rất nhiều người kinh ngạc kêu lên vui sướng rung động rồi sau đó lớn tiếng hoan hô vừa rồi quả nhiên là đi một chuyến ở địa ngục và thiên đường trả tấn lòng người làm việc tùy tiện, tùy tay giết người của tộc ta, còn như chuyện rơm rác. Càng gây thật sự nghĩ, bản thân có thể làm vậy sao? Giọng nói của cựu đạo nhất lạnh lùng. Ông ra tay, thanh đồng mâu trong tay trực tiếp xuyên thủng hư không, tới trước mắt đạo tổ tóc vàng kia, đâm vào cái trán trắng noãn của hắn. Đốm lửa văng khắp nơi, đạo văn kịch liệt chấn động. Trong tay tóc vàng, nam tử kia xuất hiện một cây thiết qua tối đen triển khai phòng rưỡi là thanh động mông Thảo tổ ra tay Đều để khiến cho vòng trời sụp đổ Sông đuôi hủy diệt Nhưng vào thời khắc quan trọng Cậu thanh ra tay che chở khắp nơi Dùng vô lượng tiên quang che đậy chiến trường Ngoài ra cầu đạo nhất Cũng có ý khống chế Không làm tan vỡ trời đất Ta khuyên người vẫn đừng nên ra tay Thảo tổ tóc vàng đến từ Ách thổ quỷ dị mở miệng nói Tiền bối dương gian Thế các người vẫn nên dừng tay đi bằng không hậu quả khó đoán đấy thanh niên áo bảo cho kia cũng mở miệng mang theo ý cười cũng không e ngại cuộc chiến của đạo tổ đồng thời ở sau lưng hắn lại xuất hiện hai người cùng nhau đi ra đứng ở trung tâm thiền cùng xây dựng lại lạnh lùng nhìn chăm chú vào cửu đạo nhất và cổ thanh một nam tử tóc đen thân thể to lớn cực kỳ cao lớn như là một cào sắt đứng sừng sững ở đó, mang đến cho người ta cảm giác áp bách vô biên. Đây còn là duyên cớ, hắn không phóng thích tạo tác bản thân. Nếu không có như thế, quả thực không thể tưởng tượng, bởi vì đây át hẳn là một vị đạo tổ đáng sợ. Một người khác tóc bạc, hòa quàng sáng lạng, thoạt nhìn dáng vẻ chẳng qua là một người trung niên, sinh mệnh lực giàu có và lớn mạnh tràn trề. Nhưng mà cho dù hắn thu liễm Cũng khó có cái tức điểm xấu tràn ngập Cực kỳ kinh người Ba vị đạo tổ giá lâm Tất cả đều là sinh linh Đồng nguồn quỷ dị Kinh sợ lòng người Cái này còn làm sao đối kháng đây Người bên phía chư thiên quả thật tuyệt vọng Đây vẫn là thời kỳ đầu Mà đoạn thế đến Ý nghĩa bọn họ sắp bị diệt toàn bộ sao Căn bản đã không nhìn thấy Cho dù một tia trạng đông và hy vọng Cho dù là ai cũng cảm giác được áp lực lớn mạnh, làm cho người ta sắp hít thở không thông. Ba vị đạo tổ đích thần tới, cái này làm sao chống lại đây? Chuyện mà kỷ nguyên này chưa từng trải qua, đạo tổ xa kiếp đã đến, làm cho sắc mặt cầu hoàng cũng thay đổi. Nghĩ tên điền đại nào đó cực kỳ hắc ám. Những sinh linh điểm xấu này thậm chí có chút quen mắt. Nằm đó có phải chiến đấu kịch liệt quá hay không? Cho nên hai vị lão nhân gia có thể im lặng một chút không? Đừng nóng nảy. Người tâm bình khí hòa mới có thể sống lâu dài. Thành niên mặc áo bảo trò mở miệng nói. Có thể nói hắn khác xem thường. Đối mặt với đạo tổ bên phía chư thiên đều là giọng điệu này. Hắn rõ ràng cách cấp bậc này còn xa lắm. Cựu đáng nhất trực tiếp tát một cái. Một tiểu bối mà thôi cũng dám chầm chọc và chế nhạo ông. Đe dọa ông đừng sang bậy. Mà không sống không lâu, thật sự đã đủ rồi. Âm. Uhm. Bàn tay ông che xuống long trời lở đất, nhưng mà lại bị đạo tổ tóc bạc kia chặn lại. Giữa hai trường, đạo văn chi chít dày đặc đàn xen cùng một chỗ, diễn dịch sinh diệt của đại đạo. Tất cả năng lượng và sóng gợn đều không bùng nổ, rồi sau đó thu liễm giữa hai bàn tay. Đạo hữu, ra tay với hắn chính là ước thể diện của chúng ta. Tuy rằng hắn không được người ta thích, nhưng lần này cũng xem như sứ giả bên ta mà. Đạo tổ tóc bạc mở miệng lạnh lẽo, không mang theo bất kỳ tình cảm gì. Hiển nhiên, ba vị đạo tổ trong sinh vật quỷ dị cũng không sao thích nói chuyện. Vì thế chuyên môn mang đến thanh niên áo bảo cho, việc vặt của sứ giả đều ném cho hắn. Thanh niên tóc trò nở nụ cười nói, đánh ta giống như nhằm vào đạo tổ đấy, biết chưa? Đầu tiên hắn cường điệu như vậy Sau đó mới bắt đầu nói chính sự Chúng ta tới đây không phải vì diệu võ dương oai Chỉ là quá thất vọng với các ngươi rồi Kỳ nguyên này các ngươi thật sự quá yếu Vẫn chưa thể sinh ra Người thác lộ kinh tài tuyệt diễm gì Không có một sinh linh có phần lượng Rất làm cho chúng ta thất vọng Hắn quả nhiên không giữ chút mặt mũi nào Trăng trận vẽ mặt trừ thiền chúng tù sĩ Nói thẳng người tiến hóa thời đại này quá yếu hơn nữa, các người vượt qua thời quang không tốt, đồng quân tổ địa bọn ta, nơi trầm biên, ý chí vô địch nhất lần đợt sống lại. Điểm xấu và quỷ dị trong miệng các người nhận định sẽ cường thịnh đến mức tận cùng. Tin tức này có thể nói là nghe rợn cả người.